Hai xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Tử. Ok, anh em chúng ta tiếp tục gặp nhau ở một video về review game MUMUA Quay ở một cái set mới. Ok, hiện tại thì cảm ơn anh Hưng Ken nhé. Anh Hưng Ken đã gửi cho em cái acc này để em review cái set gold mới này. Đây, hiện tại là mình đang có một cái set gold full anh em à. Code tháng 7 nó sẽ cho ra cái set này đây, đi kèm với cái set này. Anh em nhìn màu mè nó khá đẹp không? Rất đẹp. Cảm ơn anh Hưng Ken rất là nhiều nha. Một trong những anh em phải nói là dân chơi hàng đầu ở con mù Away. Ok, rất cảm ơn anh. Như anh em có thể thấy thì cái tông màu của cái set gold này thì nó chủ đạo là màu vàng anh em à. Vàng với đỏ, anh em thấy không? Cái con bé nhìn nó cũng cũng ngầu nữa. Đấy, nó hình giống như là sư tử. Sư tử mà có cánh anh em à, kiểu này nó lai bìm biệp hay tao tảo á, chứ không phải là chim bưng ngân nha. Ok, còn như nhân vật chính chúng ta thì anh em có thể thấy bộ giáp này nọ rồi các thứ thì nó một màu vàng chóe, có đôi cánh thì nó kết hợp màu đỏ nhiều hơn đây, rất là đẹp luôn. Phải nói là cái tông mà nó rất là sang chảnh, đúng là gold thì màu vàng huyền thoại. Ok, chúng ta sẽ vào xem nó như thế nào nha. Ok, ở trong đây thì chúng ta có đầy đủ những cái món đồ cần thiết. Nói chung là full một set. Đầu tiên thì anh em sẽ coi con bét nha. Đây. Còn một phần một còn hai dòng nó chưa nổi anh em à. Con bét này nó kết hợp với Edward với cái map Death được nè. Đó. Còn đây là bộ đồ nó này, ốp tình này cũng khá là ngon chứ, ốp tình hai dòng ẩn này cũng khá là ngon rồi. Đây cái win nó, nó thì cũng kết hợp nhiều thứ này để mà nó sáng được đó. Như anh em nhìn sơ qua đây biết, nói chung chơi thường xuyên mình nhìn ghét mình biết thôi chứ đâu mà. Cái này thì nó cái khiên này nó cũng phải kết hợp với một con Fenrir hoặc là con Hoshi con ngựa anh em thì nó mới lên sáng được cái dòng này. Đó, là cái khiên của nó. Còn cái kiếm này, cái kiếm thì cũng vậy luôn, cái kiếm mình có thể kết hợp với những cái con ngựa hoặc là con sói anh em. Còn đây là cái rình của nó này, cái rình của nó thì nó có thể kết hợp với cái ít quạt với cái mask Anger này. Đây. Hiện tại thì mình có cái mask của Anger đây, cái lồng kết quạt chứ đó. Này mình sẽ bỏ lên là nó sẽ sáng lên cho anh em xem nè. Đây thấy không, nó sẽ sáng lên được cái dòng này đó. Anh Hưng là nó nói có còn cái Asa trong trong thùng. Tiếp tục tới cái bandan của nó anh em. Này anh em có thể thấy bên đây nó khi mà mình gắn cái ít quật của cái anh gơ lên thì nó đã sáng luôn rồi. Mà bây giờ chúng ta sẽ test full set nó trước nha anh em. Đó. Ok, vào quẩy thôi. Quẩy quẩy. Dòng lên cái nào. Có vẻ vắng như là hơi vắng anh em à, có vẻ như buổi sáng thì anh em tập trung đi làm hết rồi. Nên hơi vắng vẻ một tí. Rồi không có hàng test luôn rồi. Không hàng test thì chúng ta phải đổi server thôi anh em à. Ok, mình đã có mặt ở server mới anh em à. À, qua đây thì toàn là tây thôi, khá nhiều tây. À. Để kiếm hàng bên thử nha anh em. Bên đây toàn tây nói chuyện không anh em à. Chơi ở server Việt Nam thì nhiều anh em Việt Nam ha, nó vui hơn.
Bên đây toàn là hệ thống hoa không à. Ghê chưa. Ủa thanh niên nào vậy mà. Bên đây nói chung hàng xịn không nhiều. Qua đây mới hàng xịn nhiều nè anh em. Thanh niên cưỡi cưỡi lừa. Mấy khưa tập tụng này tán gẫu nhiều dữ ta. Nghe tay nó rảnh thì nó thích tán gẫu hơn đi bk anh em à. Có vẻ như nó chán bk hay sao. Anh em Việt Nam ở bên phía bên bk đông lắm. Tay hình như nó buôn bán rồi hả. Thím tay không chịu bb không chịu bk nhưng kia nhanh phết. Chạy không thoát nổi luôn nè. Dễ sợ. Đuổi theo thanh niên nè. Niên đẹp phải không? Mình có thể lên sói nha anh em. Ok, để mình tháo con bé xuống mình lên sói thử nha. Lên sói nó kích của cái như cái bên đen anh em à. Phải không? Không phải lộn 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 cái gìn cái khiên với cái kiếm. Này. Khiên với kiếm nó sẽ sáng lên cái dòng của con sói hoặc là cởi con ngựa anh em. Nhanh vãi. Lên sói có vẻ nó kích vũ khí nó đánh nó im hơn này mà. Ngon thế.
Ôi, chạy cả km luôn kéo lại giết được. Dễ sợ thiệt á. Phải đảo ra rồng lên cái. Thọc cả tỷ lần mà không chết. Tính ra con sói nó vẫn đẹp hơn con ngựa anh em à. Con ngựa nhìn nó hiền hiền vậy. Anh em thấy cái mặt con sói nó ngầu vãi chứ, con ngựa kỳ cục. Nó gối nồi đây luôn anh em à. Tình huống này nó hơi bị rối. Ok, gặp em thứ thanh niên này. À, thanh niên đứng gồng gồng à. Ghê chưa? Dân chơi à. Đó phải dân chơi à. Tưởng là dân chơi không chết chứ. Dân chơi BK hay đấy. Ok, mình sẽ lấy con sói xuống nè. Bỏ con bét lên nè. Y như thanh niên kia luôn á. À. Mấy cái đòn nó rút máu khiếp. Mình cũng sẽ đứng gồng giống như thanh niên thử. Thử thanh niên nó bèm chết mình không? Chấm hỏi. Che che khi gần mình thọt các bạn à. Đánh phải 7/7 49 hiệp mới chết được. Đánh kiểu này đánh có tới Tết á. Dù gì chứ mấy cái xét mà nó khủng khủng này thủ khi biết gì nào chứ. Thôi chết. Từ khi hai người ba người đánh mà buông thủ khiên là dễ chết lắm nha anh em. Hay thế. Thanh niên này BK có vẻ hay nè. Ngon ngon phải né ra mới được à.
anh phải né né đó. Xong thanh niên nó hồi máu đó đúng không, sẽ chạy ra đây nữa đó. Đó, thanh niên vừa sắp ra chạy vô là chết chết ơi, mình chết rồi. Ok, thôi mình kiếm một sách khác nữa, mình về ca rồi mình sẽ kết thúc video nha anh. Thanh niên kia làm gì dí mình hoài à? Thấy ăn được ăn hoài nha. Cục cục, cục nha. Tiếp tục vào đây anh em à, mình đã bị động ổ rồi. Niên thọt gươm. Phát nào ra phát nấy. Dễ sợ. Đủ thanh niên đó phối cái ít quật của anh gơ anh em. Ok, mình sẽ kết thúc video từ đây nha anh em. Hẹn anh em vào một video khác của Tử nha. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào và tạm biệt.